Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã và đang theo dõi video. Thưa quý vị, ở video này, tôi xin chia sẻ cùng quý vị thay đổi và xóa ảnh đại diện của cái mạng xã hội Discord. Ở đây tôi đã đăng nhập vào tài khoản Discord của tôi rồi. Bây giờ tôi sẽ chọn vào cái biểu tượng avatar phía bên dưới góc tay phải màn hình. Quý vị sẽ thấy cái biểu tượng avatar phía bên trên góc tay trái, quý vị chọn vào. Quý vị chọn tiếp vào cây bút để xóa ảnh đại diện, chọn vào xóa ảnh đại diện. Ok, đã xóa thành công. Để thay đổi ảnh đại diện, quý vị cũng chọn vào cái cây bút. Bước này quý vị cần tìm đến cái ảnh mà quý vị muốn thay đổi. Chọn ảnh và chọn thêm ảnh. Chọn xong. Quý vị có thể xoay trái hoặc xoay phải ảnh đại diện hoặc thu nhỏ lại. Chọn vào chu phía bên dưới góc tay phải màn hình. Ok, đã thay đổi ảnh đại diện thành công. Quý vị chọn vào lưu phía bên trên góc tay phải màn hình. Ok, đã lưu thành công. Bây giờ tôi sẽ back lại. Rồi và đến đây tôi xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video. Nếu thấy video hay và hữu ích, quý vị đừng tiếc một like, một share và chia sẻ kênh để cập nhật những video mới nhất.